Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin đi giới thiệu các bạn là một cặp trâu đực các bạn. Cặp trâu đực. Các bạn thấy không? Cặp trâu đực rất là đồng nha các bạn, rất là xứng nha. Trâu này là trâu da móc các bạn. Trâu này nằm ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Trâu cao hiếu đủ 1m2 trâu. Hiếu đủ 1m2 trâu. Nết ăn uống rất là giỏi các bạn. Thấy nết ăn nết uống các bạn thấy không? Nết ăn nết uống rất là giỏi. Cặp trâu này thì chủ báo giá là 41 triệu các bạn, 41 triệu. Chân móng là hoàn thiện các bạn. Đây, con đầu tiên là chân móng hoàn thiện các bạn thấy không? Ăn uống rất là giỏi các bạn. Nết ăn nết uống rất là giỏi. Con thứ hai cũng vậy các bạn, nết ăn nết uống cũng rất là giỏi các bạn. Chân móng là hoàn thiện các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện hết, xương lớn. Cặp trâu này rất là đồng nhau các bạn. Cặp trâu rất là đồng. Trâu này nằm ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Cao hiếu đủ 1m2 trâu. Hiếu đủ 1m2 trâu giá 41 triệu. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Số điện thoại chú trâu nằm dưới màn hình các bạn. Cặp trâu đực các bạn. Cặp trâu đực đồng trâu. Con này các bạn thấy không? Xương lớn các bạn. Con này cũng vậy các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện, xương cối. Chừng sau chừng trước được các bạn không? Cùng chân là càng xương lớn các bạn, càng xương lớn. Cùng chưa chỉ tay các bạn, trâu này rất là lớn con các bạn. Cặp này trâu này trâu Việt các bạn, rất là lớn con, rất là lớn con, giá là 41 triệu các bạn, hiếu đủ 1m2 trâu các bạn, cao hiếu đủ 1m2 trâu, da móc nha các bạn. Rất là đồng trâu, rất là đẹp trâu các bạn. Và chân móng ăn uống khỏi chê các bạn, ăn uống rất là giỏi các bạn. Ăn uống rất là giỏi. Giá là 41 triệu. Giá là 41 triệu các bạn. Anh em nào có nhu cầu nuôi trâu vỗ béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, giái con nè, có chút xíu các bạn ơi. Trâu rất là lớn con các bạn. Sừng chưa chí tai luôn các bạn không? Dàn chân này các bạn không? Chân trước chân sau là hẳn băng các bạn. Xương xương lớn, xương xương cối các bạn. Trâu này nó cũng đồng đồng nhau các bạn, cặp trâu da móc đồng đồng nhau à. Giá 41 triệu. Giá 41 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp trâu da móc. Chủ báo giá là 41 triệu các bạn. Trâu này nằm ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cao hiếu đủ 1m2 trâu các bạn. Hiếu đủ 1m2 trâu. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video.